bảo là có một lớp này có một cô giáo nào đấy mà nói chứ đưa con đến mà không dạy 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 con là chào bố mẹ đi để về hay gì ấy. Xong rồi ông bà tức quá, bố mẹ tức quá là cho nó lên trên một đại học luôn, cũng cái lớp chúa Hồng Bon á, kiểu là lớp 4 tuổi á. Lớp đi nhá, lấy một cái. Thì đấy rồi chào mẹ thì mẹ về, còn đến là đến chào cô là con chào cô, xong bắt đầu vào lòng cô giáo đúng không, cô giáo lại bảo là chào mẹ đi để cho mẹ về, chào bà đi để cho bà về như thế. Nhưng mà đây không khóc cũng kệ, mà không khóc cũng kệ, không có bảo không có dỗ gì á, nên là ông bà tức, ông bà cho lên trên học trường kia học luôn, cho lên trường trên học luôn. Mình không biết là lớp nào thôi. Mình cũng sợ là vào cái trường hợp đấy lắm. Tại vì trường kinh đấy. Nó ba lớp gì à? Nó phải ít đâu. Chị lớp thằng Bon nó bao nhiêu học sinh? Không biết hả? Lớp em đây 30 đứa. Thế có ra bộ đông nhất đấy. Lớp 3 tuổi mà đông nhất đấy. Mỗi năm là lớp 3 tuổi họ đang còn kiểu vẫn cho ở nhà, không đi học đâu. Mà năm nay mà đông vậy đấy. Năm nay đông sang năm lên 4 tuổi nó bọn nó tập trung đi học nó đông lắm. Lớp chị Nga là học tiếng Anh nha. Nhưng mà có bắt buộc không chị? Có bắt buộc không? Có bắt buộc không? Có bắt buộc không? Vậy nếu mà phụ huynh vậy lại học riêng á, đến lúc phải học riêng á. Ví dụ như lớp em 3 đứa đúng không? Ừ. Lớp chị 4 đứa thì lại dồn lại. Dồn, ví dụ như có tiết vậy là dồn lại. Phụ huynh có mấy người có học đâu, thử lấy tiền á. Của em 12 nghìn với lại của mẹ em 8 lá đúng không? Hả? 8 lá đúng không? 8 lá. 14 nghìn ạ. Than nó chứ trời ơi. Than cuối nè.
Tường Vi suy nghĩ ạ. Cháu kho ạ. Năm 10, 15, 15.